Vâng, hôm nay em Tú Nguyễn xin chào tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em có hai cái cấu hình cho anh em chọn nhé. Một cặp loa full 715 JBL, 3 tép JBL hàng khủng, củ từ 220-100, kèm 750 JBL dây dẹt. Và một quả súp hơi 50 giờ xếp, bát giờ xếp từ 220-100. Cấu hình ngày hôm nay thì hai những cái sản phẩm này sẽ kết hợp với nhau cực kỳ là ok khi không gian lớn và để cho cái tiếng nó uy lực thì các bác kết hợp thêm súp. Nếu như anh em mà muốn tiếng hát nó nhiều hơn thì anh em có thể lấy côn 76, còn hôm nay em đang có cái cấu hình giá cực kỳ tốt anh em ạ. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn Audio sẽ giới thiệu tất cả các bác cái cặp loa này thì em đang giới thiệu với giá cực kỳ tốt. Bát 40 JBL từ 220-100. Đấy, bát 40 JBL từ 220-100. Đít có 3 cái nỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Xương nhôm đúc sần, đít lồi nhá. Con này từ 220-100 quán tiếng trống rất là uy lực. Các bác phải đánh bằng cục đẩy 7-800W một cây. Với cấu hình này thì đây là một cái mẫu loa thì là em ra cái mẫu này để xả và để cho anh em có một cái giá cực kỳ tốt để cho anh em sử dụng nhá. Đấy, chỉ có riêng cái mẫu này thôi. Kẹp lỗ là tép trắng từ 220-100. Đấy. Cái thùng của nó thì là thùng chất lượng rồi, nhưng em đang làm cái giá cực kỳ hấp dẫn cho anh em. Thùng của nó là sơn sần và thùng của nó là thùng ván ép các bác nha. Rất là dày, cứng, nhẹ. Với cái cấu hình của cái phân tần thì cái đôi loa này sẽ sử dụng bộ phân tần có model BL3 nhé. Đánh ra một bát và một chép này, chép này, bát này. Các bác lưu ý phân tần xịn chạy trở bằng nhôm nhá, nhôm màu vàng. Phân tần BL3 có một cái bóng câu chì để chống cháy. À cái tụ. Đấy. Đấy, cặp loa mà hợp lý như thế này nhưng lại có giá là có 6,8 triệu đôi này thôi. Bao chất, bao đẹp, bao hay. Tép của nó là tép côn dây dẹt chứ không phải là côn dây tròn các bác nhá, côn dây dẹt và có cả viền đồng. Đấy, củ từ 170 và côn 75 nắp nhôm và có khe từ là viền đồng. Hàng đẹp xịn, từ tép, từ vỏ thùng cho đến bát đều là hàng nhập của nhà máy Trung Quốc. Còn hàng là của Tùng Nguyễn dựng lên để cho anh em sử dụng. Chứ em nhà em bán linh kiện em không hơi đâu, em phải đi khoe là nhập khẩu từ ở đây làm gì. Thực tế khi anh em mua một cặp loa rẻ hoặc một cặp loa đắt, các bác phải được xem ruột loa anh em nhé, chứ đừng nghe người ta mở nhạc. Có nhiều người người ta bán loa rẻ người ta sẽ không bao giờ dám mở nội thất cho anh em xem, vì là rẻ thì trông nó bôi bác. Nhiều khi anh em mua một đôi loa về cũng mất 1,5 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 3,5 triệu, 4 triệu gì đấy tùy từng loa, cũng mất tiền. Nhưng nhiều khi anh em mua đôi loa về chỉ nghe được 2-3 bữa là lại hỏng, là anh em chỉ mua được mỗi cái vỏ thùng thôi. Em nói thật với các bác là như thế. Đấy, thì đến cửa hàng Tùng Nguyễn Audio thì Tùng Nguyễn sẽ tư vấn cho anh em để anh em biết đến là nó thực tế là như thế. Khi anh em chọn mua loa, anh em phải được xem bát tép phân tần bên trong nó như thế nào. Đấy, có hợp lý với giá thành hay không, rẻ nhưng nó phải như thế nào, chứ con đâu cứ mở nhạc lên ôi rẻ lắm rồi siêu rẻ rồi các thứ nhưng mà thực tế bên trong nó lại rất là bôi bác. Đấy. Thì tiếp tục em sẽ review sang các cái cặp loa súp. Đấy, súp này là súp hơi 50 giờ CS, đây là cái mặt của nó. Đấy, cái mặt của nó bên trong thùng sẽ được sử dụng vỏ gỗ váng và đã bắn bông tiêu âm. Đấy, còn đâu về phần thùng thì nó như này này rồi, nó có ở đầu trên, đầu đằng sau kia nó sẽ có. Đây là em đang dựng quả này lên nhá, mình ngả xuống. Đây là mặt súp này này. Còn đâu cái về phần bát, lắp cái củ bát giờ CS từ 220-100, đít nhọn viền xanh và đít có 6 cái nốt để tỏa khí tỏa nhiệt. Quả súp này thì em dựng cho một chị ở Mari Võ ở trong miền Nam. Chị này chuyên mua loa về cho chồng để chơi. Thế mới tài, được người vợ thế sao sướng thế cơ trên ấy. Kẹp lỗ là thép trắng từ 220-100. Đấy, bát này là bát 50 giờ CS và nhập của Trung Quốc. Với cấu hình màng xếp ly và gân vải tẩm dầu 3 gân và màng sơn dầu bóng. Đấy, nếu em lắp thành phẩm rồi nhá, đây là em cho tất cả anh em cùng xem bát nhá. Bát là giờ CS và vỏ thùng súp hầm. Đấy, vỏ thùng chất lượng. Thì cái cấu hình súp này của nó có giá là 3,9 triệu một quả. Đấy, hai sản phẩm này anh em có nhu cầu đến mẫu nào hay liên hệ trực tiếp vào cửa hàng Tùng Nguyễn Audio. Đặc biệt cái đôi 715 JBL ở đây là giá thành đang
Em năm nay này em sẽ làm một số mẫu nha, giá nó sẽ có cái giá gọi là bất ngờ để cho anh em sử dụng, rẻ nhưng nó phải chất lượng đấy, rẻ nhưng phải chất lượng chứ không thể nào mà rẻ mà nhìn nó bôi bát thì anh em mua về thì lại sẽ không được hay, và nó không hầu như là như kiểu là em vừa nói rồi, mua về nó như kiểu được mỗi cái thùng. Đấy, hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio làm video đến đây là kết thúc. Nhà em bán loa rời, tép rời, phân tần rời, thế nên là cái loa dựng em cũng dựng rất chuẩn, từ cái bát, cái tép, cái phân tần với cái tầm giá, với cái phân khúc nó tương đương với nhau. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp cho cửa hàng Tùng Nguyễn Audio để đặt hàng các bác nhá.